Tự pha cà phê trên tầng mây thứ 10 cùng Nam Cơ Phó. Chào tất cả mọi người, lại là mình Nam Cơ Phó, Nam Nem Chùa, Nam Lươn Biển đây. Sau bao khó khăn thì mình cũng đã tìm được một con máy pha cà phê cứu rỗi đời mình rồi. Nó nhỏ gọn, tiện dụng và pha khá là nhanh, rất phù hợp với những người có công việc đi lại thường xuyên như mình. Con máy này hình như tên là Starresso thì phải. Để mình cho mọi người xem mình pha như thế nào nhé. Đầu tiên mở phần đựng và cho bột cà phê mình thích vào. Cho vào tới đâu thì hãy nén thật chặt tới đó nha. Đây là bột cà phê mình đã nén thật chặt rồi và chỉ cần vặn lại vào máy là xong. Tiếp đó thì mình sẽ mở phần nắp trên cùng ra và cho nước sôi vào thôi. Trên máy bay thì lúc nào cũng có nước sôi nha. Ở đấy làm gì thì làm, không thể thiếu một ít sữa đặc được. Biết là sẽ tốt cho bụng mỡ của mình nhưng mình vẫn không thể cưỡng lại được cái sự ngon ngọt đấy. Bật mí cho mọi người biết, vì mình là người nặng tình nên uống cà phê cũng phải rất nặng, thành ra mình chưa bơm cà phê ra vội mà chỉ bơm nhẹ để nước sôi ngấm sâu vào trong cà phê thôi. Đây mới độ đạn phê nhất này, bơm từng giọt cà phê chảy trên lớp sữa đặc, thề luôn mình là mình nghiện nhất cái công đoạn này đấy. Mọi người xem, nhìn ly cà phê kết hợp với cái view này thì cực kỳ chill luôn. Xong xuôi hết rồi thì mình cùng quậy thôi nào. Yeah yeah. Quậy xong ly cà phê là phải uống ngay chứ làm sao mà chờ được. Uống ly cà phê này thì mình thấy độ ngon cũng gần bằng máy pha cà phê ở ngoài tiệm đấy. Chào mừng mọi người đến với quán cà phê Nam Cơ Phó với một chiếc view tại 10.000m trên mặt nước biển.